Công ty Dược liệu Hòa Bình xin kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình quay cho các bác một cái loại cây đấy, mà cho ra một cái loại hạt để làm gia vị ăn và được rất là nhiều người sử dụng trong gia đình và ở các nhà hàng thì được rất là nhiều nhà hàng sử dụng cái loại hạt từ cái loại cây này. Đấy. Thì trước mắt mọi người đây là cái cây dổi rừng. Đấy. Dổi rừng của nhà mình. Thì cái cây dổi này ấy, nhà mình đã trồng được chính xác là 13 năm nhá. Đấy, 13 năm và năm thứ 13 là cây đã bắt đầu cho quả bói rồi đấy. Đấy, cây đã bắt đầu cho quả bói này. Đấy, đã được đợt vừa rồi mình thu hoạch được khoảng gần 1 cân hạt của nó đấy. Gần 1 cân hạt nó cho ra bói từ cái cây hạt dổi này. Và chắc chắn là từ tiếp theo, những năm tiếp theo thì cây nó sẽ cho ra cái lượng quả nhiều hơn. Đấy. Thì về cái đường kính cây này ấy, thì mình áng chừng khoảng tầm 30 đến 35 cm nhé, đường kính nhé. Đấy. Đấy là đường kính của nó này. Cái cây thì cao chắc khoảng tầm hơn 10 mét, khoảng tầm 15 mét rồi. Đấy. Mình đã trồng được khoảng đúng chính xác là 13 năm. Đấy. Về cái đặc điểm của cái lá dổi này thì lá nó sẽ có màu xanh này, xanh đậm này, xanh nhạt này, lá non màu xanh nhạt này, lá trưởng thành thì màu xanh đậm hơn. Đấy. Cái lá của nó thì hình thuôn dài này. Thuôn dài, ngọn lá thì có màu xanh lá mạ nhé. Ngọn lá màu xanh lá mạ này. Đấy, và lá là dạng lá nhẵn nhé. Không có lông gì cả. Mặt trước, mặt sau là như nhau. Và đặc biệt là cái lá của hạt dổi này thì khi chúng ta vò ra, chúng ta ngửi nó rất là mùi thơm. Mùi thơm y như hạt dổi luôn các bạn ạ. Đấy, rất là hay. Cả lá của nó cũng mùi y như là cái hạt của nó đấy ạ. Đó. Và đặc điểm ấy, tiếp theo về cái thân ấy, thì cái cây hạt dổi này nó là cây thân gỗ này, cây lâu năm. Đấy. Và cái cây của nó phát triển rất là cao. Đấy. Có những cây mà cao đến vài chục mét. Đấy. Để lâu năm thì cây nó càng phát triển càng cao. Và cây này nó chỉ có một thân to nhá. Hầu như là chỉ có một thân to và lên trên gần trên ngọn thì bắt đầu nó phân thành một số cái nhánh nhỏ nhá. Đấy là cái đặc điểm của cây hạt dổi này. Bên cạnh việc thu hoạch cái quả để lấy hạt của nó ấy, thì cái cây dổi này ấy, là còn sử dụng để lấy gỗ. Gỗ dổi thì rất là có giá trị trong việc là làm nội thất gỗ trong gia đình nhá. Ví dụ như là làm bàn ghế này, bàn ăn này, làm tủ này, làm những cái đồ thờ trang trí này. Đấy, cũng rất là đẹp và nó có giá trị rất là cao. Cái gỗ dổi này rất là thơm. Đấy. Gỗ thì mịn và vân gỗ thì rất là đẹp, tự nhiên. Đấy là cái đặc điểm của cái gỗ cây dổi. Còn đối với cái quả, cái bắp của cái cây dổi này thì nó có mọc thành từng chùm nhá. Đấy, cái quả của nó ấy, gọi là cái quả đấy, mọc thành từng chùm. Đấy, và trong từng cái bắp, cái quả đấy thì nó có từng cái hạt. Một bắp sẽ có khoảng tầm 3 đến 4 hạt. Đấy, thì cái hạt đấy người ta gọi là hạt dổi. Hạt dổi mà khi mà còn chưa phơi khô ấy, thì hạt dổi có màu đỏ các bạn nhé. Hạt dổi sẽ có màu đỏ này. Đấy, và khi chúng ta phơi khô thì nó sẽ đen lại nhé mọi người nhé. Đấy, đấy là cái đặc điểm của cái hạt dổi. Và hạt dổi á thì được rất là nhiều người sử dụng để làm gia vị trong các món ăn, như là dùng để ướp thịt nướng này. Đấy. Ướp thịt nướng này, ướp gà này. Đấy, làm gia vị chấm này, các món luộc như là thịt luộc này. Đấy. Và nó có thể làm được nhiều những cái món ngon khác từ cái loại hạt này. Đấy, thì tác dụng của hạt dổi nó giúp
cho hệ tiêu hóa chúng ta tốt hơn, kích thích hệ tiêu hóa này. Đấy. Bên cạnh cái việc mà để làm gia vị á, thì hạt dổi còn nhiều tác dụng đấy. Ví dụ như là tốt cho tiêu hóa này, tốt cho đường ruột này, đấy. Tăng sức đề kháng cho hệ miễn dịch này. Đấy là một số cái tác dụng mà cái hạt dổi này mang lại. Đấy. Thì hiện tại bên mình có đang cung cấp cái hạt dổi rừng đấy. Nếu bạn nào mà có nhu cầu cần mua ấy, thì hãy liên hệ trực tiếp với bên mình nhé. Bên mình có số lượng, có cả hạt tươi, hạt khô nhé mọi người nhé. Hạt tươi, hạt khô nhà mình có đủ nhé. Nếu mọi người có nhu cầu cần mua thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để dưới phần mô tả video nhé. Và sau đây là mình xin cảm ơn và chào mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.